Năm 2020, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành dự thảo quy định về dạy học trực tuyến ở trường phổ thông. Cũng trong năm này, Việt Nam cùng cả thế giới phải trải qua giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Học sinh buộc phải dừng đến trường để phòng ngừa dịch bệnh. Từ những điều này, chúng ta có thể nhận thấy rất rõ những yêu cầu từ thực tiễn đặt ra, cũng như nhu cầu và lợi ích cấp thiết của việc dạy học trực tuyến. Do vậy, đây là cơ hội để trung tâm STEAM Zone tiếp tục đẩy mạnh và đầu tư mảng giáo dục trực tuyến, vốn là thế mạnh của công ty suốt thời gian qua. Các tiết học sử dụng giải pháp dạy học truyền hình trực tiếp ứng dụng hình nền ảo Live Greenboard Class, kết hợp công nghệ bảng xanh Greenboard và phần mềm hội họp trực tuyến Zoomit đã nhận được các phản hồi tốt và đánh giá rất cao từ các khách hàng. Với nguồn lực dồi dào, đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm chuyên môn, kịch bản sư phạm bám sát với khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời mở rộng thêm kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực. Phương pháp dạy học, ứng dụng mô hình học tích hợp Blended Learning và mô hình học từ xa Distance Learning được nhận xét là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay giúp trung tâm có thể ứng dụng những công nghệ học tập tương tác tiên tiến kết hợp các phương pháp sư phạm truyền thống, tối ưu hóa giải pháp công nghệ nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng chất lượng dạy học, đồng thời truyền cảm hứng học tập hiệu quả nhất, sinh động nhất cho học sinh. Quy trình thực hiện một tiết dạy trực tuyến được tổ chức và tiến hành bài bản. Đội ngũ giáo viên của trung tâm bảo đảm đầy đủ các bước như quy chuẩn của một tiết dạy trực tiếp truyền thống, đồng thời căn chỉnh cho phù hợp với môi trường dạy học trực tuyến. Tùy đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của phía nhà trường, quy trình mẫu như sau. 30 phút trước khi tiết học diễn ra, đội ngũ kỹ thuật của trung tâm sẽ vận hành phòng dạy trực tuyến, kiểm tra kết nối, đường truyền, micro. Đội ngũ chuyên môn của trung tâm sẽ chuẩn bị giáo cụ, bài giảng tương tác, video, bài trình chiếu, v.v. Trong tiết học, giáo viên trực tuyến của trung tâm chịu trách nhiệm truyền tải bài giảng, tổ chức các hoạt động học tập, đảm bảo chất lượng sau khi hoàn thành tiết học. Về phía trường, nhóm giáo viên trợ giảng phụ trách hướng dẫn học sinh và ghi chú hỗ trợ giáo viên trực tuyến của trung tâm trong suốt quá trình giảng dạy. Nội dung kịch bản sư phạm trực tuyến của trung tâm vô cùng đa dạng và phong phú về loại hình, chủ đề và nội dung như sử dụng hoạt cảnh kịch nói với các diễn viên và ý tưởng kịch bản do chính đội ngũ chuyên môn của trung tâm đảm nhiệm và xây dựng. Sử dụng giải pháp phim trường ảo để mô phỏng, đóng vai và trình bày báo cáo về một chủ đề nào đó. Hoạt động phỏng vấn để minh họa cho học sinh về cách thức phản hồi, trình bày, phản biện và nêu ý kiến cá nhân. Các bài học được chính các giáo viên bản xứ của trung tâm ghi hình và giảng dạy, giúp học sinh vừa được tiếp nhận kiến thức, vừa được phát triển các kỹ năng Anh ngữ theo chuẩn quốc tế. Ngoài ra, trung tâm còn phát triển kịch bản sư phạm bám sát theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các bài học được thiết kế công phu, đúng nội dung, kết hợp các hoạt động học tập năng động, lấy học sinh làm chủ đạo, phù hợp với hình thức học tập trực tuyến, đảm bảo chất lượng tiết học mà không gây ra bất kỳ trở ngại hay khó khăn gì. Đối với trung tâm, đây là một thành công lớn. Hình thức học tập trực tuyến đã và đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong mô hình giáo dục Việt Nam. Với những ưu điểm không thể phủ nhận, trung tâm STEAM Zone vinh dự và tự hào mang đến giải pháp dạy học truyền hình trực tiếp, ứng dụng hình nền ảo Live Greenboard Class, mong muốn góp sức vào công cuộc công nghệ hóa giáo dục của Việt Nam ở thời điểm hiện tại và thời đại phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 trong tương lai.